Xin chào tất cả mọi người. Trong bài này tôi sẽ ôn lại cho tất cả các anh chị cái động từ is. Nó là động từ to be ở trong tiếng Anh đó. Và qua cái động từ is này chúng ta học luôn một cái cách, một cái mẫu câu hỏi hỏi giờ. Bởi vì trong cách hỏi giờ nó có động từ is rồi. Đây ạ. Thì chúng ta học luôn. Thì trước hết tôi ôn lại cái cách chia động từ is và tôi đã trình bày trong bài 23 rồi. Bây giờ tôi trình bày lại nó cũng như vậy thôi và nó rõ ràng. Tại vì đây là đi ôn tập cho các anh chị mà đang cần ôn hoặc là mới vào học. Tôi làm cho cặn kẽ hơn một chút. Chia động từ is là như thế này. Trước hết chúng ta phải nói như thế này. Tất cả các động từ trong tiếng Pháp đều phải chia theo cái kiểu này hết. Bắt buộc trừ một số ít, một nhóm rất nhỏ. Các động từ người ta gọi là động từ vô nhân xưng á, thì chỉ chia ở ngôi thứ ba suy ít thôi. Chỉ chia ở một ngôi thôi mà ít lắm, nó có một nhóm nhỏ thôi. Chẳng hạn như là trời mưa, trời nóng, trời tuyết đó. Mình gọi là trời thực sự là vô nhân xưng dùng cái chữ này. Còn ngoài ra đều phải chia theo cái trật tự như thế này. Thì bây giờ tôi trình bày các anh chị nhé. Cái cách chia là như sau. Chia là chúng ta đưa vào ngôi thứ đó, chứ không phải là chia là lấy kéo, lấy dao hoặc là phân chia ra. Là cho nó cái ngôi thứ, cái động từ nó để nó còn nguyên như thế này các anh chị này. Rồi các động từ khác cũng như vậy. Bây giờ mình cho nó ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, số ít. Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, số nhiều. Như vậy có tất cả là ba ngôi, chứ không phải là sáu. Ba ngôi số ít và ba ngôi số nhiều. Tôi nói về ngôi thứ nhất số ít. R là số ít. Không, các anh chị thấy không có phân biệt nam hay nữ, giống đực, giống cái. Miễn là số ít. Không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, nam phụ lão ấu cũng đều dùng R hết. Giống như trong tiếng Anh là chữ I. R là người đang nói, là tôi đang nói. Bây giờ ngôi thứ hai là tuy. Tương ứng với tiếng Anh đó là you. Là cái người đang đối thoại với mình, đang nghe mình, đang tương tác với mình trực tiếp hoặc là gián tiếp. Trực tiếp là đứng ngay trước mặt mình, gián tiếp là đang nghe điện thoại với mình. Tức là phải có cái sự tương tác là tuy, là du, là ngôi thứ hai số ít. Ngoài hai ngôi này ra này, cái người đang nói và cái người đang nghe, cái người đang tương tác, tất cả đều phải đẩy qua ngôi thứ ba hết. Tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, tất cả mọi chuyện đều phải đưa qua ngôi thứ ba hết. Giờ chỉ, và tuy chỉ có hai người thôi, còn ngoài ra đều là ngôi thứ ba hết. Người hay vật, rồi vật hữu hình, vật vô hình đều là ngôi thứ ba hết. Bây giờ ngôi thứ ba nó có ba cái đại từ như này, xin các anh chị để ý nhé. Tiếng Anh nó cũng có ba đại từ như này, không hẳn hoàn toàn giống nhau đâu, nó khác nhau rất là nhiều. Có những cái giống mà những có cái khác, mà nói chung là chúng ta không thể nói thẳng ra giờ là ai, tuy là you và in là này, không thể nói như vậy được. Là bởi vì như thế này, chữ in là cái chị này, nó thay cho một người phái nam. Người phái nam đàn ông á, hoặc là con trai, nói chung là phái nam là in. Nó thay cho đồ vật và đồ vật nó mang giống giống đực. Là các anh chị biết là tất cả các danh từ trong tiếng Pháp đều không mang giống đực, thì là giống cái, không có đứng ở giữa, đều phải có một giống này hoặc là giống kia. Là chúng ta sẽ học ở trong cái bài danh từ bắt buộc. Thế thì các danh từ nào mà là masculine là giống đực thì cũng dùng cái này luôn. Chẳng hạn như tôi có một chiếc xe đạp, nó chạy tốt lắm, nó là cái này. Rồi em tôi có một xe đạp, em tôi nó có một xe đạp, nó thích lắm, thì cũng là chữ này luôn. Nó thích xe đạp, một chiếc xe đạp chạy tốt, lăn bánh tốt, hoạt động tốt, thì cũng là cái chữ này luôn. Thay cho cả người cả vật. L thay cho một người phái nữ, già trẻ lớn bé, từ em bé cho tới cô gái, cho tới bà cụ, đều là L hết. L còn có thể thay cho một đồ vật mang giống cái. Tôi có một chiếc xe máy, nó chạy tốt lắm, cũng là L. Em gái tôi nó có một chiếc xe máy, nó thích xe máy lắm, cũng là L. Cứ là feminine, là giống cái, đều dùng chữ này hết. Như vậy là nếu mà chúng ta dùng Google dịch, các anh chị, Google dịch là nó cứ thấy là chỉ cô ấy. Chiếc xe đó, chiếc xe máy chạy tốt lắm, cô ấy chạy tốt lắm, nó dịch ngay là chữ cô ấy, nó thấy chữ L thì trong Google dịch nó nghĩ ngay ra là một người phái nữ. Mà thực sự tôi vừa mới nói các anh chị, thay cho cả người và vật. Trong khi tiếng Anh khác, tiếng Anh là chỉ thay cho người duy nhất, không có vật ở đây. He là anh ấy hay ông ấy, hoặc là nó, phái nam. She là thay cho cô ấy, chị ấy, bà ấy, hoặc là con bé đó, phái nữ, hết, không có thay cho đồ vật được. Đồ vật thì phải dùng chữ it, mà chữ it thì trong tiếng Pháp thì lại không có, bởi vì nó nằm trong này rồi. Vậy các anh chị thấy không, tới đây là xong rồi ạ, năm cái đại từ này xong rồi, còn chữ ông là cái gì? Ông là người ta, ông là người, chứ không thể là vật được. In có thể là người, có thể là vật. El có thể là người, có thể là vật. Ông chỉ có thể là người thôi. Từ hai đổ lên là ông, số nhiều. Ông là số nhiều, người ta đang sửa đường, người ta đang sửa cái gì đó, sửa điện,
thì là số nhiều, vậy mà nó lại nằm trong khu vực số ít, động từ chia là số ít, được chưa ạ? Và bây giờ tôi nói về ba ngôi số nhiều. Nô là số nhiều của je thì cũng không phân biệt nam hay nữ. Chúng tôi tiếng Anh là we. Bây giờ tới vô này, các chị này, tới vô để ý một tí ạ. Vô cũng không phân biệt là nam hay nữ, là các bạn thì tương ứng với you. Nhưng mà như thế này, vu có thể là một người, đây là một cái điều rất đặc biệt cần phải để ý. Vu có thể là một người, ở đây là ranh giới của số nhiều thì vu là nhiều rồi, nhưng mà vu có thể là một người. Thế bây giờ phân biệt làm sao? Ở đây cũng là một người này, you, ở đây cũng là một người you, thì khi nào dùng tuy, khi nào dùng vu? Tiếng Anh gọi cứ you là xong rồi, gặp gặp ai cũng you hết, miễn là người đó không phải là tôi, you. Chứ bây giờ tiếng Pháp thì khi nào dùng tuy, khi nào dùng vu thì nó có cái phân biệt như thế này, tôi có trình bày trong bài 23 đó. Dùng tuy trong ba trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là gia đình. Gia đình nhỏ là ba má, ông bà, anh chị em, gia đình nhỏ. Gia đình lớn là ai? Cô dì, chú bác, mấy người anh em họ, mấy bà chị họ, mấy người em họ, nói chung là gia đình, là họ hàng đó. Tuy trường hợp thứ nhất là dùng cho gia đình lớn, gia đình nhỏ. Được chưa ạ? Trường hợp thứ hai dùng cho bạn bè, đồng nghiệp, những người ngang vai, ngang lứa, những người ở trong xóm nó cùng vai, cùng vế với mình, nó ngang tuổi mình, nó chơi ngang với mình, nó, tức là ngang ngang như vậy, thì dùng tuy. Trường hợp thứ ba tôi nói luôn, là tôi nói để cho anh chị hiểu thôi, các anh chị đừng có dùng, tức là khinh miệt, khinh bỉ. Hai đứa thanh niên, hai đứa gì nó cãi nhau ngoài đường, nó cãi lộn rồi nó ẩu đả đó. Tuy chứ không dùng này được, bởi đây cũng là một người, không có được, cái này rất lịch sự. Tuy mày á, thành ra nó có một cái vấn đề như thế này. Nếu các anh chị mà qua sống ở bên Pháp, mà anh chị tôi gặp rồi, tôi đang ngồi ở trạm xe buýt, mà tôi cũng lớn tuổi rồi, ba mươi mấy 40 tuổi rồi, có một cái tên thanh niên nó tới, nó ngồi chờ xe buýt, nó hỏi tuổi, xin lỗi, nó hỏi giờ của mình, nó hỏi bằng cái chữ này, tuy, tức là mày, mày có, tôi xin lỗi các anh chị nhé, nói vậy hơi nặng, mày có đồng hồ không? Mà các anh chị thấy ở Việt Nam đâu có cái chuyện như vậy, một người ba mươi mấy tuổi, 40 tuổi, rồi một em bé tới, chú ơi, chú, anh bác ơi bác, hoặc là chứ không thể nói là mày được. Tuy là một cái từ ngữ không không nên dùng, chỉ dùng trong trường hợp nào mình khó chịu, mình không có thích, mình không có nể nang nữa. Như vậy tôi tóm lại như này nhé, tuy cho gia đình, tuy dùng cho bạn bè ngang vai ngang vế, tuy là trong trường hợp mình không có thích, mình không nể nang, nói thẳng là khinh miệt. Các anh chị biết, các anh chị đừng có dùng, gặp người lớn, gặp những người gì đó, thì cố gắng. Thế bây giờ tôi nói như thế này, ngoài ba trường hợp đó thì chúng ta đưa qua vu hết. Tôi có hay ví dụ ở trong lớp như thế này, mình ngồi trong nhà, ông nội mình đó, ngồi trong phòng khách, râu tóc bạc phơ rất là đáng kính, thì mình tuy tuy khỏe không? Tôi va bia, tuy. Thì ông bảo ông khỏe, bây giờ ông chạy ra ngoài đường mua, cháu mua, chạy ra ngoài đường mua cho ông tờ báo Tuổi Trẻ đi. Thì mình ra ngoài đường, mình gặp một cái chị bán báo, chị hơn mình chắc một vài tuổi, thì có khi bằng mình hay hơn, mình lại dùng vu. Ông mình già tuổi, đạo mạo, đáng kính, mình dùng tuy, ngang với cái đứa bạn của mình, ngang với cái đứa trong xóm mình. Mà bây giờ mình ra đường, mình gặp cái chị bán báo, một cái em gì đó bán vé số, cũng vu. Vu có vé số Đồng Nai không? Vu có vé số của thành phố không? Là bởi vì không, trong ba trường hợp này thì đều phải qua bên này hết, các anh chị nhớ nhé. Như vậy tôi nói với các anh chị, nếu mà gặp cũng là vu, các anh chị gặp thầy giáo cũng là vu. Bởi vì tại sao? Tôi không phải là bạn bè, tôi không phải là người trong gia đình, và tôi cũng chẳng có gì để mà khinh miệt các anh chị hết, thì bắt buộc phải dùng cái này. Được chưa ạ? Vậy tôi vừa nói chữ vu này này, vu này không phân biệt nam hay nữ, nhưng mà nó có hai cách dùng. Cách dùng thứ nhất là nằm trong cái lĩnh vực số nhiều này, là các bạn. Vu này có thể dùng cho trường hợp một người, nếu cái người đó không phải là trường hợp này. Trường hợp này là cái gì? Trường hợp này là ba trường hợp đó: gia đình, bạn bè và cái người à, tôi vừa mới nói đó. Bây giờ chữ in thì dễ rồi, chữ il và el là số nhiều của cái này. Như vậy có thể là người, có thể là vật, có thể là người, có thể là vật. Rồi trong khi tiếng Anh nó chỉ có cái chữ này, đây. Được chưa? Tôi vừa nói hết tất cả các ngôi thứ. Và bây giờ một điều cuối trước khi chia động từ, tôi nói như thế này, giải thích ra thì nó như thế này này. Bây giờ nếu mà chia động từ về sau, về dài, về lâu, về dài, người ta không có làm như thế này, người ta không có làm phức tạp này, người ta xóa đi các chị này.
Đó, nó còn là như vậy các chị. Je tue il, nous vous il. Je tue il, nous vous il. Và các chị hiểu ngầm trong này có giống cái, có chữ ông nhé. Có nous vous il. Je tue il, nous vous il. Cái chữ nu này là chúng ta, cái chữ ông này cũng có thể là chúng ta mang một cái nghĩa là thân mật, là tụi mình. Tụi mình, bây giờ tụi mình đi chơi đi, bây giờ tụi mình đi đi tắm đi, đi dạo đi. Thế anh chị, bây giờ đây là cái hình thức cuối cùng của động từ khi chia nó ra này này. Je tue il, nous vous il. Và bây giờ tôi bắt đầu chia động từ ế, thật như anh chị nào chưa bao giờ học hoặc là bây giờ cần ôn lại nhé. Je suis, tu es, il est. Bây giờ nó dài quá tôi cũng phải nói nhé. Nó xa quá. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. S này, nối với này. Chữ S nằm giữa hai nguyên âm U và ơ thì nó biến thành z. À, nó là như vậy. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Tôi vừa giải thích cái cách chia cho nó dài dòng. Bây giờ mời các anh chị coi trên màn hình thì sẽ thấy cái động từ như thế này. Rồi chúng ta chia ở cái thể phủ định. Thể phủ định tôi nói luôn ra. Bây giờ động từ như thế này, mình chen chữ nơ vào đây. Tôi viết màu vàng đi nhé. Mình chen chữ nơ vào đây này. Và để chữ pa đằng sau này. Nó là phủ định. Và nếu hai chữ ơ gặp nhau thì mình bỏ đi, tôi viết luôn ra nhé. Je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, nous ne sommes pas. Tôi viết ngược thì nó hơi khó, hơi xấu hình như. Vous n'êtes pas. Nơ đó, gặp chữ ơ thì lược đi. Tới đây, il ne sont pas. Phía sau chỉ là pas, đó là phủ định. Giờ thể nghi vấn là đảo ngữ. Đảo ngữ. Thể nghi vấn thì chúng ta bỏ nước pa đi nhé. Suy là đằng trước, rơ là đằng sau. Đảo ngữ tức là lộn, cách chị lộn như này. Toàn bộ cái cột này nhảy ra đằng trước, đứng ở đây. Suy rơ, e tuy, e tin, som nu, et vu, so tin. Đó là cách chia động từ. Bây giờ tôi xin nói về cái công thức này rồi lát nữa các anh chị coi ở trong sách. Hỏi giờ này, cách hỏi giờ này, chúng ta có cái công thức tôi ghi màu vàng. Anh chị có thấy màu không? Quelle heure est-il? E là cái này này. In là cái này này các chị này. Est-il. Và in này không phải là anh nào, ông nào đâu. In là vô nhân xưng đó. Là thời tiết, là trời, là ít đó. Ít trong tiếng Anh đó, là không không thay dấu gì hết. Quelle heure est-il? Chúng ta coi cái này được rồi không ạ? Est-il nó là kia nhá. Phải đảo ngữ là bởi vì sao? Bởi vì đây là câu hỏi. Câu hỏi thì phải đảo ngữ. Bây giờ chữ giờ, tôi nói về chữ giờ và chữ quelle. Chữ ken là một tính từ nghi vấn. Tính từ là một từ đi theo một danh từ, bao giờ cũng phải đi theo một danh từ, nó đứng một mình nó không có nghĩa gì hết. Xanh đỏ trắng vàng dài ngắn cao thấp tất cả mọi thứ, thì cái tính từ nghi vấn nó phải đi theo một danh từ. Mà chúng ta biết danh từ trong tiếng Pháp thì có giống đực và giống cái, thì nó phải đi theo danh từ. Danh từ nó giống đực thì nó ở giống đực masculine đó. Danh từ nó là giống cái feminine thì nó theo giống cái. Vậy cái tính từ này các anh chị này nó đi theo cái chữ này, mà chữ này là feminine cho nó mang cái hình thức này. Các anh chị nào mà chưa chưa rành cái này thì sẽ học sau ở trong cái bài tôi có nói về chữ ken. Bây giờ nó đi theo chữ này nhé, nó có cái hình thức như thế này, là tiếng Anh là which hoặc là what tùy đó. Thì ở đây tôi nói thêm với chữ giờ này, chữ giờ này, chữ as come. Chữ as thì câm không có phát âm. Chữ ơ cuối cũng phân không phát âm luôn. Còn lại cái gì ạ? Ơ với uy là ơ. Tròn cái miệng lại. Và chữ e là chữ ờ. Keller. Keller. Chứ không phải kello. Keller. E tin là ơ là gì ạ? Ơ có ba nghĩa. Không phải có ba nghĩa mà có ba cách dùng. Nếu mà chúng ta đối chiếu với tiếng Anh ấy. Giờ tức là một định lượng, một khoảng thời gian, hour. Giờ có thể là một thời điểm, o'clock. Giờ có thể là thời gian, đây này, what time is it? À, tôi nói như này các anh chị sẽ thấy là thay đổi trong tiếng Anh, thay đổi hết, mà tiếng Pháp nó vẫn dùng cái chữ Đêm hôm qua tôi ngủ 6 tiếng. 6 là six. Đây, chữ 6 vào đây nhá, six. Ở đây phải có S. Đêm qua tôi ngủ 6 tiếng thì dùng chữ gì ạ? 6 hours. Sáng nay tôi dậy lúc 6 giờ thì nó ra o'clock. O'clock. Bây giờ tới giờ ăn rồi, order dinner lại ra chữ time mà. Tiếng Anh nó thay đổi, tiếng Pháp nó vẫn dùng một chữ là vậy này là time, what time.
tới giờ ăn, tới giờ làm bài, tới giờ tập thể thao. Các anh chị nào ở trong tập thể tới giờ làm cái gì đó, làm vệ sinh, làm nội trợ là time. Đấy. Chúng ta sẽ coi, bây giờ chúng tôi nói lại một lần nữa để nhắc vào một lần nữa để các anh chị sẽ theo dõi ở trong bài Kelleretil, giờ nào là bây giờ đây. Kelleretil, chúng ta có ba cái nối, bốn chữ mà ba nối. Nối chữ ơ này không phát âm, ơ này không phát âm. Vậy chúng ta nối từ chữ L này, chữ S không phát âm luôn, tại vì nó câm. Chúng ta nối từ chữ L qua chữ ơ sau này, Keller. Rồi chữ này không phát âm, nối từ chữ R qua chữ ơ này, Re. Chữ T nối với chữ in, Kelleretil. Tôi đọc kỹ lại ạ, Kelleretil, Kelleretil. Câu hỏi thì lên giọng một chút cho nó thành câu hỏi. Kelleretil, Kelleretil, what time is it? Kelleretil, Kelleretil. Bây giờ mời các anh chị coi trình bày một số các cái giờ ở trong bài nhé, và làm bài tập luôn. Chúng ta ôn lại cách chia động từ être, to be ở temps présent de l'indicatif ở cả ba hình thức: hình thức khẳng định form affirmative, hình thức phủ định form négative, hình thức nghi vấn form interrogative. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Phủ định thì ở giữa động từ và chủ ngữ, nó có chữ ne và chữ pas phía sau. Je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas. Chữ ne, hai chữ e gặp nhau thì người ta lược đi, hai chữ e gặp nhau thì lược đi. Bây giờ ở thể nghi vấn thì đảo ngữ đưa động từ ra đằng trước, chủ ngữ ra đằng sau. Suis, es-tu, est-il, sommes-nous, êtes-vous, sont-ils. Ở đây chúng ta có hai điều cần chú ý. Chữ je này đọc nhẹ, chủ ngữ ở cái phần nghi vấn đọc nhẹ, ở đây đọc bình thường. Je suis, je suis, 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 chứ không phải suis je. Je suis, suis. Đó là điều lưu ý lần thứ nhất. Điều thứ hai cần lưu ý là khi mà đảo ngữ như vậy đó trở thành một cái thể nghi vấn thì phải có cái gạch nối là bắt buộc. Je suis không có gạch nối, suis có gạch nối, es-tu có gạch nối, est-il, sommes-nous gạch nối, êtes-vous gạch nối, sont-ils gạch nối. Để hỏi giờ chúng ta có cái công thức Kelleretil. Chúng ta để ý cách nối Kelleretil. Kelleretil. Bây giờ là 2 giờ đúng thì chúng ta trả lời il est. Il est là cái thể thuận của est-il. Est-il là đảo ngược. Bây giờ nó thuận trở lại là il est. Il est 2 giờ. 2 là 2. Nối cái chữ x qua chữ 2 giờ. Il est 2 giờ. Có s bởi vì là số nhiều. Kelleretil. Il est 5 heures. Ở đây có chữ Q ở cuối, do đó phải đọc nối 5 heures. 5 thì là số nhiều, có S. Kelleretil. Il est 9 heures. 9 giờ. 9 là 9. Biến âm thành V. Khi nối thì F biến thành V. Il est 9 heures. Chúng ta đọc lại hàng này. Kelleretil. Il est 2 heures. Kelleretil. Il est 5 heures. Quelle heure est-il? Il est 9 heures. Hàng xuống hàng. Quelle heure est-il? Il est 2 heures 5. 2 giờ 5. 5 tức là 5 phút, hiểu ngầm. 5 minutes, người ta không nói chữ minute ra. Quelle heure est-il? Il est 2 heures 5. Bây giờ, quelle heure est-il? 5 giờ kém 10. 5 giờ là 5 heures. Kém là moins. Moins nghĩa đen là trừ đi đó. Các em bé nó làm toán trừ 2 trừ 1 là moins đó. 5 giờ trừ đi 10 phút. Quelle heure est-il? Il est 5 heures moins 10. Quelle heure est-il? Il est 9 heures 20. Il est 9 heures 20. Thì cũng giống như là từng trước,
2:05, bây giờ 9:20, chúng ta thêm vào, chúng ta cứ để thêm vào, không có cần có cái giới từ gì hết. Nhưng mà nếu trừ đi ra thiếu thì phải thêm cái giới từ moi, trừ đi. Bây giờ 2:15 thì có hai cách nói. Quelle est-il? 2:15, il est 2 heures. 2 heures giống như này, 2 giờ. E, e là và, k, k là 1/4. Tiếng Anh là quarter. Il est 2 heures et k. Nói theo cái kiểu bây giờ người ta nhìn cái đồng hồ điện tử thì người ta nói là il est 2 heures 15. 15 là 15, 2:15. Quelle heure est-il? Bây giờ là mấy giờ? Ở đây cũng có hai cách nói. Bây giờ là 5:30 hoặc là 5:30. Il est 5 heures et demi. E là và, demi là một nửa. Một nửa của cái giờ, 5 giờ và một nửa của giờ nữa, 5:30. Hoặc là nói theo cái cách nhìn đồng hồ điện tử, il est 5 heures 30. 30 là 30. Quelle heure est-il? Bây giờ mấy giờ? Cái chỗ này có thể nói bằng 3 cách. Thứ nhất là il est 9h30. 3k là 1/4, 2/4, 3/4, 3 là 3, k là 1/4. Il est 9h30. Cách thứ hai là il est 10h15. 10 giờ kém 1/4, kém 15 phút đó. Hoặc là il est 10h15. Chúng ta đọc lại từ hàng thứ nhất. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 2 heures. Quelle heure est-il? Il est 5 heures. Quelle heure est-il? Il est 9 heures. V. Quelle heure est-il? Il est 2 heures 5. 5 phút. Quelle heure est-il? Il est 5 heures moins 10. 5 giờ trừ đi 10 phút. Quelle heure est-il? Il est 9h20. 9:20. Quelle heure est-il? Il est 2 heures et quart. Hoặc là il est 2 heures 15. Quelle heure est-il? Il est 5 heures et demi. Hoặc là il est 5 heures 30. Quelle heure est-il? Il est 9h03. Hoặc là il est 10h15. Hoặc là il est 10h15. Bây giờ người ta hay dùng cái số 15, 45 hơn là chữ K này. K này là 1/4, 3 khắc. Chúng ta hãy để ý, khi hai kim dài và kim ngắn trùng với nhau thì có thể là midi, có thể là minuit. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Quelle heure est-il? Bây giờ là mấy giờ? Il est midi. Hoặc là il est minuit. Hình số 2, quelle heure est-il? 3:40 hoặc là 4:20. Il est 3:40, 40. Il est 4:20. Moins là kém, là trừ đi. Chúng ta để ý cách nối. Il est 3:40 hoặc là il est 4:20. Hình số 3, quelle heure est-il? 2:30 hoặc là 2:30. Il est 2:30 hoặc là il est 2:30. 2:30, 20, 30. Hình số 4, quelle heure est-il? Bây giờ là 12:45 hoặc là 1:15. Il est midi 45. Hoặc là il est 1:15, trừ đi 15. Hình số 5, quelle heure est-il? 3:05. Il est 3:05. Hình kế tiếp, quelle heure est-il? 7:30 hoặc là 7:30 thì cũng giống như thế này. Il est 7:30. Hoặc là il est 7:30. Quelle heure est-il? 4:10. Il est 4:10. 4:10. Quelle heure est-il? 3:45. 4:15.
Il est 4 moins 15. Il est 3 heures 45. 45. 6 giờ 25. Quelle heure est-il? Il est 6 heures 25. Quelle heure est-il? 8 giờ kém 5. Il est 8 heures moins 5. 8 giờ trừ đi 5 phút. Quelle heure est-il? 10 giờ 20. Il est 10 giờ 20. 10 giờ cộng với 20 phút. Quelle heure est-il? 10 giờ 20. Il est 10 giờ 20. 10 giờ 20. Quelle heure est-il? Bây giờ là 2 giờ 40 hoặc là 3 giờ kém 20. Il est 2 giờ 40, 2 giờ 40, 3 giờ moins 20, 3 giờ kém 20.